bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Đội ngũ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris mới đây đã chấp nhận các quy tắc trong cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả việc tắt tiếng micro khi chưa đến lượt phát biểu. Một nguồn thạo tin giấu tên ngày 4 tháng 9 cho biết, ban vận động tranh cử của bà Harris vẫn hy vọng có những khoảnh khắc mà đài truyền hình ABC News, đơn vị đăng cai tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 tới, buộc phải bật micro để các ứng cử viên trả lời đối thủ. Cuối tuần qua, Phó Tổng thống Kamala Harris đã kêu gọi cựu Tổng thống Trump tranh luận với bà bằng cách bật micro trong suốt sự kiện. Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz và ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa JD Vance cũng đã đồng ý tranh luận vào ngày 1 tháng 10 tới trên đài truyền hình CBS News. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cùng ngày cho biết, cựu Tổng thống Trump và đảng của ông đã huy động được 130 triệu đô la Mỹ trong tháng 8 và kết thúc tháng này với 295 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong quỹ. So với mức của tháng 7, hoạt động gây quỹ trong tháng 8 yếu hơn một chút khi chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ. Tính đến cuối tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Còn bên phía bà Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ chính thức của Đảng Dân chủ trong tháng 8. Trong tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố rằng họ đã huy động được tổng cộng 310 triệu đô la Mỹ. Sự thăng tiến của bà Harris đã tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, vốn nghi ngại về cơ hội của Tổng thống Joe Biden do vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đã tạo được lợi thế trước ông Biden, kể cả các bang chiến trường, nhưng sự hiện diện bất ngờ của bà Harris đã khiến kết quả các cuộc thăm dò trở nên xích sao hơn. Trong tuần này, bà Kamala Harris sẽ đề xuất mở rộng đáng kể việc giảm thuế cho các cá nhân khởi nghiệp kinh doanh quy mô nhỏ từ 5.000 đô la Mỹ lên 50.000 đô la Mỹ. Đây được coi là nỗ lực mới nhất của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ nhằm phác thảo các kế hoạch chính sách kinh tế khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử vào tháng 11. Một quan chức chiến dịch của bà Harris cho biết, Phó Tổng thống sẽ trình bày chi tiết kế hoạch mở rộng gấp 10 lần mức khấu trừ thuế doanh nghiệp nhỏ cho chi phí khởi nghiệp trong bài phát biểu tại New Hampshire. Bà Harris sẽ đến tiểu bang New England trước khi vận động tranh cử riêng tại Pittsburgh, Pennsylvania vào cuối tuần này, trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc tranh luận quyết định thắng bại vào tuần tới với đối thủ Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Thành viên thuộc chiến dịch tranh cử cho biết, bà Harris sẽ đặt mục tiêu 25 triệu đơn đăng ký doanh nghiệp nhỏ mới trong nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là Tổng thống, so với 19 triệu doanh nghiệp nhỏ đã được thành lập dưới thời ông Joe Biden. Quan chức này cũng tiết lộ, Phó Tổng thống sẽ cam kết đưa ra các biện pháp mới để cắt giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong việc nộp thuế và nới lỏng các yêu cầu về giấy phép hành nghề. Bà Harris, người đã trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho Nhà Trắng sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ bà làm người kế nhiệm. Ứng viên Tổng thống sẽ phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc vạch ra kế hoạch của mình cho nền kinh tế Mỹ. Nền kinh tế và đặc biệt là chi phí sinh hoạt thường được cử tri coi là vấn đề hàng đầu trước thềm cuộc bầu cử. Bà Harris từng khẳng định nếu đắc cử sẽ tìm cách xây dựng nền kinh tế mang đến cho nhiều người Mỹ cơ hội thịnh vượng hơn. Vào tháng trước, bà đã công bố kế hoạch giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bao gồm khoản tín dụng thuế 6.000 đô la Mỹ cho các gia đình có trẻ sơ sinh, mở rộng khoản tín dụng hiện có cho các gia đình có con lớn lên 3.600 đô la Mỹ một năm và hỗ trợ thanh toán lên tới 25.000 đô la Mỹ cho những người mua nhà lần đầu. Phó Tổng thống cũng cam kết sẽ trấn áp tình trạng tăng giá quá mức của các tập đoàn lớn, một kế hoạch khiến các nhà kinh tế lo ngại ảnh hưởng tới thị trường. Bà Harris cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất của ông Biden tăng thuế suất thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Trong khi đó, ông Donald Trump coi việc cắt giảm thuế suất thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% là một trong những thành tựu lập pháp quan trọng của chính quyền, đã đưa ra ý tưởng cắt giảm thuế suất thuế doanh nghiệp thậm chí còn thấp hơn nữa, xuống mức thấp nhất là 15% nếu ông có thêm 4 năm nữa tại Nhà Trắng. Một cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng trước cho Financial Times và trường kinh doanh Rhodes của Đại học Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump một cách xích sao khi đề cập tới các chính sách kinh tế, với 42% cử tri cho biết họ tin tưởng Phó Tổng thống hơn trong việc xử lý nền kinh tế, so với 41% đặt niềm tin vào cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Anadolu Agency, trong ngày 1 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra nhận xét về hai ứng viên Tổng thống Mỹ hiện tại, bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Ông Peskov cho biết, Nga không có ứng viên ưa thích nào. Tuy vậy, ứng viên của Đảng Dân Chủ dễ đoán hơn so với ông Donald Trump. Việc Tổng thống Putin nói rằng ông Biden là một chính trị gia dễ đoán có thể áp dụng với hầu hết các thành viên của Đảng Dân Chủ, bao gồm cả bà Harris. Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, quan hệ song phương Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và không có triển vọng phục hồi dù cho ứng viên nào thắng cử. Bên cạnh đó,
Ông Peskov cũng bác bỏ tuyên bố về việc kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ của ông Donald Trump. Ông nói, không có cây đũa phép nào có thể làm điều đó trong một đêm. Ở chiều ngược lại, trong một sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào cuối tuần qua, ông Donald Trump đã tuyên bố rằng việc cải thiện quan hệ với Nga và Triều Tiên là một bước đi thông minh. Ông Donald Trump nói, tôi có quan hệ cá nhân tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hãy nhớ rằng, tôi là người đã bước qua biên giới Liên Triều và tôi cũng đánh giá cao năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Có một quan hệ tốt với Triều Tiên không phải là điều tiêu cực. Cũng theo ông Trump, Mỹ nên cố gắng cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời chỉ trích quyền Tổng thống Joe Biden vì đã làm căng thẳng giữa Washington và Moscow gia tăng. Ông Trump nhận xét, việc duy trì quan hệ hòa hợp với Nga không có hại, đây là điều thông minh. Thưa quý vị, cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng căng thẳng khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò mới nhất. Bà Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước lên 4% với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nữ và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha. Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng trở nên căng thẳng khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris tiếp tục gia tăng lợi thế trước cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos công bố ngày 29 tháng 8, Phó Tổng thống Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 45% so với 41%, cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong sự ủng hộ dành cho bà. Khoảng cách 4% giữa hai ứng cử viên trong cuộc thăm dò mới mở rộng hơn so với khoảng cách 1 điểm phần trăm mà bà Harris nắm giữ trong cuộc khảo sát trước đó vào cuối tháng 7. Cuộc khảo sát mới thực hiện trong khoảng thời gian 8 ngày và có biên độ sai số 2%, chỉ ra rằng sự ủng hộ từ phụ nữ và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của bà Harris. Cụ thể, bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49% so với 36% trong số cử tri nữ và cử tri gốc Tây Ban Nha, tương ứng với khoảng cách 13 điểm phần trăm. So với các cuộc thăm dò của Reuters Ipsos vào tháng 7, nơi bà Harris chỉ dẫn trước 9 điểm phần trăm trong số phụ nữ và 6 điểm phần trăm trong số người gốc Tây Ban Nha, thay đổi này phản ánh một sự gia tăng đáng kể trong sự ủng hộ của những nhóm cử tri này. Theo tiến sĩ Hank Shinkoff, cố vấn chính trị và chủ tịch của Shinkoff Communication, sự gia tăng ủng hộ từ phụ nữ có thể liên quan đến các vấn đề về quyền sinh sản, đặc biệt là sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ quyền phá thai. Các vấn đề về quyền sinh sản trên khắp cả nước đã thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho một người thẳng thắn ủng hộ những gì họ nghĩ là quan trọng nhất. Tiến sĩ Shinkoff giải thích, đối với người gốc Tây Ban Nha, các vấn đề kinh tế và chính trị có thể là yếu tố chính, với truyền thống là một bộ phận lớn cộng đồng này thường ủng hộ Đảng Dân Chủ. Khó khăn của Donald Trump. Mặc dù ông Trump vẫn dẫn trước trong số cử tri da trắng và nam giới, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đã giảm nhẹ trong nhóm cử tri không có bằng đại học, giảm từ 14 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát tháng 7 xuống còn 7 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát mới đây. Tiến sĩ Shinkoff chỉ ra rằng sự lo lắng của một bộ phận cử tri da trắng về những thay đổi trong hệ thống kinh tế và công nghệ có thể là nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút này. Mặc dù vậy, ông Trump tiếp tục duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ trong các bang mà cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra sát nút nhất như Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan và Nevada, nơi ông dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 45% so với 43% trong số cử tri đã đăng ký. Sau khi Kamala Harris chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ vào tuần trước, sự nhiệt tình trong cử tri Dân Chủ đã gia tăng. Khoảng 73% cử tri Dân Chủ trong cuộc thăm dò cho biết họ cảm thấy hào hứng hơn về cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới sau khi bà Harris tham gia cuộc đua. Trong khi đó, 52% cử tri ủng hộ Tổng thống Biden trước đây cho biết họ bỏ phiếu chủ yếu để phản đối ông Trump. Ngược lại, những người ủng hộ ông Trump cũng bày tỏ sự nhiệt tình mạnh mẽ với tỷ lệ 64% cho biết sự chọn lựa của họ chủ yếu để hỗ trợ ông Trump hơn là phản đối bà Harris. Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa hai ứng cử viên vẫn rất gay gắt và mỗi bên đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cuộc thăm dò mới được thực hiện trên toàn quốc với sự tham gia của 4.253 người đủ điều kiện đi bỏ phiếu, trong đó có 3.562 cử tri đã đăng ký. Đáng chú ý, ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. đã dừng chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 23 tháng 8 và nhận được sự ủng hộ của 6% cử tri trong cuộc khảo sát. Nhìn chung, kết quả cuộc thăm dò cho thấy một bức tranh phức tạp của cuộc đua Tổng thống Mỹ hiện tại. Mặc dù bà Harris đang có lợi thế rõ ràng trong một số nhóm cử tri quan trọng, sự cạnh tranh vẫn rất khốc liệt và chưa thể dự đoán được kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã công kích đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa liên quan đến hoạt động của vị cựu Tổng thống khi đến thăm Nghĩa Trang dành cho quân nhân Mỹ. Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng ông Trump đã có những hành vi thiếu tôn trọng nhằm mục đích chính trị khi chụp ảnh tại Nghĩa Trang Quốc gia Arlington, bất chấp quy định.
cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ chiến dịch tranh cử ngày 26 tháng 8 đã đến Nghĩa trang quốc gia Arlington tại bang Virginia cùng gia đình những quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở thủ đô Kabul, Afghanistan hồi năm 2021, thời điểm Washington quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Trong sự kiện này, ông Trump đã phá vỡ các quy tắc cấm chụp ảnh vì mục đích chính trị khi chụp ảnh với người thân của các quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan và hình ảnh này sau đó được đội ngũ tranh cử của ông chia sẻ trên mạng xã hội. Bình luận trên được bà Harris đưa ra sau khi lục quân Mỹ đưa ra thông báo hiếm hoi chỉ trích chuyến thăm của ông Trump tới Nghĩa trang quốc gia Arlington. Lục quân Mỹ xác nhận các thành viên trong đoàn của ông Trump đã xô đẩy nhân viên quản trang và chụp ảnh tại nơi có quy định cấm. Theo cựu Tổng thống Trump, ông đã được thân nhân của 13 binh sĩ Mỹ mời đến buổi tưởng niệm tại Nghĩa trang Arlington. Đây là 13 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul năm 2021 khi lực lượng Mỹ đang rút khỏi Afghanistan. Sau khi đặt vòng hoa, các thân nhân muốn ông cùng họ ra khu vực mộ và chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, theo quy định của Ban Quản lý Nghĩa trang Quốc gia Arlington, thân nhân binh sĩ thiệt mạng không có thẩm quyền cho phép người khác chụp ảnh tại khu vực cấm. Bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn chạy đua quyết liệt khi các liên danh tranh cử liên tục tổ chức các sự kiện và đến vận động tại các bang chiến trường, nơi có thể quyết định kết quả bỏ phiếu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, được tổ chức vào tháng 11 tới. Trong khi các ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhấn mạnh đến quyền lợi của người lao động, quyền sức khỏe sinh sản của phụ nữ, thì Đảng Cộng Hòa có xu hướng tập trung hơn vào các chỉ trích cá nhân. Chỉ trong ngày 28 tháng 8, liên danh Đảng Dân Chủ Harris Walz đã có hai hoạt động tranh cử liên tục. Trong sáng cùng ngày, ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz đã có mặt tại thành phố Boston, bang Massachusetts để vận động tranh cử. Bài phát biểu của ông Walz nhắc lại cam kết của bà Harris về hỗ trợ quyền lao động và cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Ứng cử viên Phó Tổng thống cũng khẳng định cần sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông nói, chúng tôi biết chính xác ai đã xây dựng đất nước này. Đó là những người như những người đang ngồi ở đây, lính cứu hỏa, cảnh sát, thợ xây dựng, giáo viên, y tá và cựu chiến binh và chính bạn đã xây dựng nên tầng lớp trung lưu. Chúng ta biết rằng khi các công đoàn mạnh mẽ, nước Mỹ sẽ mạnh mẽ. Chiều cùng ngày, liên danh Harris Walz tiếp tục vận động tranh cử tại bang Georgia với chuyến tham quan bằng xe buýt. Bang Georgia, nơi mà Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm 2020 và có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử sắp tới. Các nội dung vận động chính có thể bao gồm quyền lợi của người lao động, quyền sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Trong khi đó, ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa James David Vance đã có mặt tại bang Pennsylvania để trình bày về chương trình nghị sự dự án 2025 của ông Trump. Khi được hỏi về sự cố va chạm xảy ra khi cựu Tổng thống Trump đến tưởng niệm cùng gia đình các binh sĩ Mỹ thiệt mạng năm 2021, ông Vance đã đưa ra chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay. Bà Harris không thực hiện trách nhiệm của mình, thậm chí còn không thèm điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy muốn hét vào mặt ông Trump vì ông ấy đã xuất hiện. Bà ấy có thể xuống địa ngục. Hiện phía Đảng Dân Chủ chưa có bình luận gì về chỉ trích của ông Vance. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đưa ra các bình luận, chỉ trích cá nhân, đặc biệt là từ phía Đảng Cộng Hòa. Dự kiến trong những ngày tới, cả hai liên danh tranh cử sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vận động tại các bang chiến trường, có thể quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Tiếp theo đó, bà Harris có thể đến bang Michigan, còn ông Walz sẽ tới Wisconsin, một bang chiến trường khác. Vào đầu tuần tới, bà Harris và Tổng thống Biden có thể xuất hiện trong chiến dịch tranh cử chung lần đầu tiên kể từ sau khi Đảng Dân Chủ thay đổi ứng cử viên Tổng thống. Ở phía bên kia, cũng trong tuần này, ông Trump dự kiến sẽ đến Michigan cùng với liên danh Phó Tổng thống Vance xuất hiện tại Wisconsin. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Flex Friedman Podcast rằng ông có kế hoạch đạt được hòa bình ở Ukraine nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Ông nói, tôi có một kế hoạch rất chính xác về cách ngăn chặn Ukraine và Nga. Tôi còn có một ý tưởng nhất định, có thể chưa là kế hoạch mà mới là ý tưởng dành cho Trung Quốc. Đồng thời ông Trump giải thích rằng ông không tiết lộ nội dung những kế hoạch này vì khi đó chúng sẽ mất tác dụng gây bất ngờ và sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định nếu tái đắc cử, ông có thể giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ trong 24 giờ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khi bình luận về phát ngôn này lưu ý rằng vấn đề quá phức tạp đối với một giải pháp đơn giản như vậy. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, Đảng Cộng Hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 3 bể phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với một số phương tiện của quân đội Ukraine triển khai ở vùng Sumy. Theo hãng tin RT, ngày 2 tháng 9, quân đội Nga đã công bố đoạn video xác định vị trí bắn ngụy trang của các bể phóng tên lửa di động do Mỹ sản xuất gần các làng Osoevka và Glipnoye ở vùng Sumy của Ukraine, một vị trí trên con đường nối hai khu định cư nằm cách biên giới Nga khoảng 20 km, trông khá giống với địa hình trong video. Đoạn video được quay lại từ máy bay không người lái UAV cho thấy hàng loạt các cuộc tấn công của Nga dường như đã được thực hiện trong đêm. Hai vị trí được triển khai tương đối gần nhau, ngay cạnh con đường đất ở bìa rừng bị trúng đạn đầu tiên, trong khi những người sống sót lao về phía chiếc ô tô đầu gần đó. Đòn tấn công thứ ba sau đó đã đánh thẳng vào khu rừng. Bộ Quốc phòng Nga ước tính cuộc tấn công đã phá hủy 3 bệ phóng HIMARS, 3 xe hỗ trợ, 1 xe nạp đạn và tiêu diệt hơn 30 binh sĩ Ukraine. Từ vùng Sumy, Ukraine đã điều động hàng nghìn binh sĩ bất ngờ đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk với mục đích tạo ra một vùng đệm trong lãnh thổ Nga. Theo bản tin cập nhật ngày 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay tổng số lượng thương vong của Ukraine trong đợt tấn công vào vùng Kursk đã vượt qua 8.900 người. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã phá hủy 6 bệ phóng HIMARS, 2 bệ phóng MLRS, bánh xích và hàng chục vũ khí hạng nặng được Kiev gửi qua biên giới để tấn công vùng Kursk. Theo công ty thăm dò dư luận Activate, khoảng cách dẫn trước của bà Kamala Harris so với ông Trump đang giảm đều đặn xuống còn chưa đầy 2%. Kết quả của một cuộc thăm dò mới của Activate tiến hành từ ngày 25 tháng 8 tới ngày 2 tháng 9 cho thấy, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Donald Trump 1,6% với 50,8% ủng hộ so với 49,2% và phạm vi sai số là 3,1%. Trong cuộc thăm dò đối với 1.000 người, từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 của Activate, bà Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 5%. Victor Alice thuộc công ty Activate cho hay, mức độ ủng hộ đối với bà Harris tăng đều đặn trong khoảng 3 đến 4 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Sau đó là khoảng thời gian 2 tuần dao động ở mức dẫn trước 5%. Tuy nhiên, trong 5 ngày qua, khoảng cách dẫn trước đó đã giảm liên tục xuống chỉ còn chưa đầy 2%. Theo tờ Newsweek, trước khi Phó Tổng thống Mỹ khởi động chiến dịch tranh cử, ông Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden trên toàn quốc và khắp 7 tiểu bang dao động. Tuy nhiên, việc bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng dường như đã thổi luồng sinh khí mới vào chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, với các cuộc thăm dò cho thấy bà Kamala Harris đã vượt qua ông Trump trên toàn quốc và đang dẫn đầu trên 6 trong số 7 tiểu bang dao động trong những ngày và tuần sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, vị trí dẫn trước của bà Harris có thể đang giảm dần. Mô hình dự báo của nhà thăm dò Nate Silver cho thấy, hôm 30 tháng 8, lần đầu tiên ông Trump dẫn trước bà Harris trong đại cử tri đoàn. Theo mô hình này, cơ hội ông Trump giành thắng lợi là 52,4%, cao hơn bà Harris khoảng 5%, và Đảng Cộng hòa giành được mức tăng ròng là 0,2% tới 2,1% tại các bang dao động, trừ bang Georgia vào cuối tuần qua. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã lần đầu tiên cùng tham gia chiến dịch vận động tranh cử kể từ khi bà Harris trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Cuộc vận động được tiến hành tại bang chiến địa Pennsylvania với thông điệp mạnh mẽ gửi đến tầng lớp người lao động. Cụ thể, bà Harris và ông Biden đã gặp các thành viên công đoàn tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania trước khi cùng đứng phát biểu trước khoảng 600 người ủng hộ. Trong bài phát biểu, ông Biden bày tỏ ủng hộ bà Harris và kêu gọi các cử tri bang Pennsylvania bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Về phần mình, bà Harris ca ngợi ông Biden là một trong những vị tổng thống đem lại sự thay đổi lớn nhất cho nước Mỹ. Liên quan đến thương vụ tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản mua lại công ty US Steel của Mỹ, bà Harris tuyên bố không ủng hộ thương vụ này. Ngoài ra, bà Harris cũng cam kết xây dựng nền kinh tế có lợi cho tầng lớp lao động. Việc bà Harris xuất hiện chung với Tổng thống Biden tại bang Pennsylvania đã khởi động cho chặng đua nước rút khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Pennsylvania là một trong số ít bang sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Theo cuộc thăm dò được Reuters Ipsos thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 23 đến 25 tháng 8, bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến và đã nhận được phản hồi của gần 1.000 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, ông Donald Trump đang nhận được 43% sự đồng tình của những cử tri tham gia thăm dò bầu cử Mỹ, nhiều hơn 3% so với bà Kamala Harris về việc giải quyết các vấn đề kinh tế.
Điều này có thể do những cam kết của ông Donald Trump về việc thay đổi chính sách để cải thiện cuộc sống của người dân và việc chỉ trích cách quản lý nền kinh tế của Tổng thống Joe Biden khi liên tục để lạm phát gia tăng trong những năm gần đây. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra các vấn đề mà người Mỹ quan tâm nhất, trong đó dẫn đầu là kinh tế với 26%, theo sau là chủ nghĩa cực đoan với 22% và nhập cư là 13%. Bên cạnh kinh tế, ông Trump đang có lợi thế trong vấn đề nhập cư với tỷ lệ ủng hộ lên đến 47%, trong khi bà Harris chỉ có 37%. Với việc nắm giữ ưu thế hai trong ba vấn đề được quan tâm nhất khiến ông Donald Trump vẫn còn cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 sắp tới, mặc dù phần lớn phiếu bầu đang nghiêng về bà Kamala Harris. Ngoài ra, cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều nhận được sự đồng thuận của 40% cử tri được hỏi về việc giải quyết cũng như giảm số lượng tội phạm ở Mỹ. Còn theo kết quả thăm dò bầu cử Mỹ được tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, với 929 cử tri Mỹ đã đăng ký của Khoa Truyền thông Chính trị, Đại học Florida Atlantic, FAU, Phòng Nghiên cứu Ý kiến Công chúng và Main Street Research, USA, công bố ngày 27 tháng 8, cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4%, với tỷ lệ 47% so với 43%, biên độ sai số là 3,2%. Cuộc thăm dò cho thấy, trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu, bà Harris, người thay Tổng thống Joe Biden, tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, dẫn trước với 49% so với 45% của ông Trump. Cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện chỉ vài ngày sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago, có 53% phụ nữ và 45% nam giới ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò, cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa nhận được 47% sự ủng hộ từ nam giới và 41% từ phụ nữ. Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu rộng hơn với cử tri gốc Tây Ban Nha là 51%, cử tri da màu 73% và cử tri da trắng có bằng đại học 57%. Cuộc khảo sát cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump duy trì được sự ủng hộ đáng kể của các cử tri da trắng không có bằng đại học với 59% cử tri ủng hộ ông. Cuộc thăm dò tương tự trước đó cho thấy khoảng cách nhỏ hơn đáng kể giữa hai ứng cử viên tổng thống. Bà Harris giành được 45% so với 43% cử tri độc lập của ông Trump. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg âm mưu chống lại ông trong cuộc bầu cử năm 2020 và cảnh báo ông này không nên làm điều đó một lần nữa trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Theo tờ Politico, lời cảnh báo trên được trích trong cuốn sách sắp ra mắt của ông Donald Trump, có tựa đề Save America. Cuốn sách dự kiến xuất bản vào tuần tới, có một bức ảnh ông Trump gặp tỷ phú Zuckerberg tại Nhà Trắng khi ông còn là Tổng thống. Bên dưới, ông Trump đã viết chú thích rằng, ông chủ Meta đã đến phòng bầu dục để gặp tôi. Ông ấy đã đưa người vợ rất tuyệt của mình đến dự tiệc tối, đối xử tốt bụng như bất kỳ ai, trong khi luôn âm mưu lắp đặt những hộp khóa đáng xấu hổ trong một âm mưu thực sự chống lại Tổng thống. Theo nguồn tin, ông Trump dường như đang ám chỉ đến khoản đóng góp 420 triệu đô la Mỹ mà tỷ phú Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã thực hiện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để tài trợ cho cơ sở hạ tầng bỏ phiếu. Ông Donald Trump cũng cáo buộc rằng CEO của Meta đã nói với ông rằng không có ai giống ông Trump trên Facebook nhưng lại đẩy mọi chuyện theo hướng bất lợi cho tôi. Ông Trump đưa ra cảnh báo trong cuốn sách. Chúng tôi đang theo dõi ông ấy chặt chẽ. Nếu lần này ông Zuckerberg làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, ông ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại, cũng giống như những người gian lận khác trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Những cảnh báo cứng rắn này đã được đưa ra sau những tuyên bố tương tự của ông Trump trước đó. Hồi tháng 7, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ truy tố những kẻ gian lận bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây và sẽ bỏ tù họ trong thời gian dài. Ông Trump viết, chúng tôi đã biết các ông là ai. Đừng làm thế. Zuckerberg, hãy cẩn thận. Mặc dù Meta chưa bình luận về những cáo buộc và cảnh báo của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng đầu tuần này, tỷ phú Zuckerberg đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan thừa nhận rằng những quan chức cấp cao từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần gây sức ép với Facebook để kiểm duyệt nội dung về đại dịch COVID-19 hồi năm 2021. Trong bức thư, Giám đốc điều hành của Meta nhấn mạnh, ông tin rằng áp lực từ chính phủ là sai và bày tỏ sự hối tiếc vì đã không lên tiếng về điều này vào thời điểm đó. Tỷ phú Mark Zuckerberg cũng tuyên bố rằng ông sẽ không thỏa hiệp với các tiêu chuẩn nội dung của Facebook do áp lực từ bất kỳ chính quyền nào theo cả hai hướng. Ông cam kết sẽ phản ứng nếu điều tương tự xảy ra một lần nữa và sẽ giữ thái độ trung lập về chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Theo mạng truyền hình ABC News của Mỹ, các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tòa án liên bang ở Manhattan tiếp nhận vụ án từ tòa án tiểu bang nơi vụ việc được xét xử.
họ lập luận rằng vụ truy tố lịch sử đó đã vi phạm các quyền hiến định của ông Trump, cũng như phán quyết miễn trừ truy tố tổng thống của tòa án tối cao Mỹ. Nếu vụ việc được chuyển tới tòa án liên bang, các luật sư của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tìm cách lật ngược phán quyết và bác bỏ vụ án trên cơ sở miễn trừ. Nếu vụ án tiếp tục được xử ở tòa án bang và việc tuyên án ông Donald Trump diễn ra như lịch trình là ngày 18 tháng 7, 7 tuần trước ngày bầu cử, thì nó được coi là can thiệp vào bầu cử. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ông Donald Trump có thể bị bỏ tù ngay khi bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Hồi tháng 5, ông Donald Trump bị kết tội phạm phải 34 tội danh nghiêm trọng, gồm cả giả hồ sơ kinh doanh liên quan tới vụ trả 130.000 đô la Mỹ tiền bịt miệng cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016. Những cáo buộc của diễn viên này đe dọa cản trở cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump. Hiện chưa rõ tòa án có xem xét kiến nghị mới của ông Trump không, vì hồi tháng 7 năm 2023, thẩm phán quận Alvin Hellerstein đã bác bỏ nỗ lực ban đầu của ông Trump nhằm xóa bỏ vụ án. Khi đó, cựu tổng thống lập luận rằng vụ án tập trung vào các hành vi chính thức của ông khi còn đương chức. Tuy nhiên, thẩm phán Hellerstein viết trong phán quyết, tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim người lớn không liên quan đến hành vi chính thức của Tổng thống. Yêu cầu mới nhất của ông Donald Trump sẽ được chính thẩm phán tòa án liên bang Manhattan, người đã bác bỏ đề nghị trước đó của ông Trump về việc chuyển vụ án, quyết định. Trong diễn biến liên quan, Universal Music, hãng thu âm của ban nhạc Thụy Điển ABBA, mới đây cũng đã ra thông báo yêu cầu ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng, ngừng sử dụng âm nhạc và video của nhóm nhạc này trong các cuộc vận động tranh cử. Trước đó, chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và người liên danh J.D. Vance tại bang Minnesota ngày 27 tháng 7 có sử dụng nhiều bản hit của ABBA như The Winner Takes It All, Money 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 và Dancing Queen. Thông báo của Universal Music nêu rõ, công ty và các thành viên ABBA yêu cầu đội ngũ tranh cử của ông Trump ngừng sử dụng và gỡ bỏ ngay lập tức các sản phẩm của ABBA. Universal Music khẳng định không cấp quyền sử dụng các sản phẩm âm nhạc này cho đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump. Hiện đội ngũ vận động tranh cử của ông Donald Trump chưa có phản hồi trước thông tin trên. Ngày 29 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ miễn dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm IVF nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Porterville, bang Michigan, ông Trump cho biết nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ bảo vệ quyền tiếp cận phương pháp IVF và sẽ để chính phủ hoặc yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả chi phí này cho tất cả người dân Mỹ có nhu cầu. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết về cách thức thực hiện đề xuất của mình. Vị cựu tổng thống này cũng cam kết rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, các cặp đôi mới lên chức cha mẹ sẽ có cơ hội giảm bớt hóa đơn thuế của mình bằng cách trừ các khoản chi phí lớn liên quan đến trẻ sơ sinh. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng điều này thể hiện cam kết của ông đối với việc ủng hộ các gia đình Mỹ. Quyền sinh sản đã trở thành một điểm yếu lớn đối với cựu tổng thống Donald Trump. Chiến dịch của ứng cử viên Đảng Cộng hòa này hầu như luôn tìm cách né tránh các vấn đề liên quan đến phá thai và quyền sinh sản do chủ trương chống phá thai của họ không được lòng cử tri kể từ khi phán quyết đảm bảo quyền phá thai bị hủy bỏ cách đây 2 năm. Phe Dân Chủ đã nhiều lần chỉ trích ông Trump về điều này sau khi 3 thẩm phán tòa án tối cao do ông bổ nhiệm nằm trong số 6 trên 9 thẩm phán bỏ phiếu thông qua việc bãi bỏ quyền này, qua đó cho phép các bang sẽ tùy ý định đoạt vấn đề cấm hay cho phép phá thai. Phán quyết này đã gây ra phản ứng trái chiều và dẫn tới các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Điểm yếu của ông Trump ngày càng bị khoét sâu hơn sau khi một tòa án ở bang Alabama hồi tháng 2 ra phán quyết rằng phôi đông lạnh và trứng đã thụ tinh bằng IVF được coi là con người theo luật định và bất kỳ ai hủy hoại đều có thể phải chịu trách nhiệm. Ông Trump sau đó đã tuyên bố ủng hộ IVF sau khi một số phòng khám hoãn việc thực hiện biện pháp này sau phán quyết của tòa án ở Alabama. Các chuyên gia nhận định phán quyết mà tòa án tối cao đưa ra hồi năm 2022 về cơ bản đã trao cho các bang quyền quyết định cuối cùng về các vấn đề phá thai, mở đường cho những tác động sâu rộng đến các vấn đề khác trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, trong đó có cả IVF. Rất ít người Mỹ có các gói bảo hiểm chi trả cho các phương pháp hỗ trợ khả năng sinh sản, trong khi chi phí từ 20.000 đô la Mỹ trở lên cho một đợt điều trị IVF kéo dài 18 tháng lại vượt quá khả năng chi trả tài chính đối với nhiều người. Thưa quý vị, theo nhiều nhà quan sát, các phát ngôn mang tính công kích cá nhân đã trở thành thương hiệu của ông Trump xuyên suốt 3 kỳ tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, những màn công kích ấy đã mất dần hiệu quả sau khi Đảng Dân Chủ thay người, buộc ông Trump phải thay đổi chiến thuật đối đầu với bà Harris.
Trong tuần tới, lịch trình tranh cử của ông Trump kín đặc với các sự kiện vận động tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, các bang xanh quan trọng, nắm giữ chìa khóa của kỳ bầu cử tháng 11. Theo CNN, đây được xem là nỗ lực lật ngược tình thế của Đảng Cộng Hòa khi cuộc đua đã sắp cán đích và bà Kamala Harris vẫn đang ở kèo trên trong hầu hết mọi bảng xếp hạng. Nhiều nhà quan sát nhận định, vị thế và sức ảnh hưởng liên tục tăng cao của bà Harris sau sự kiện này đang đe dọa khả năng trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Tất nhiên, cựu Tổng thống cần phải tăng cường hiện diện trước công chúng nhằm giành lại sự chú ý. Song câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu ông Trump có thay đổi cách tiếp cận cử tri để phù hợp với thời cuộc hay không? Đội ngũ vận động tranh cử và những người ủng hộ trung thành của ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông theo đuổi một đường lối tranh cử nghiêm túc hơn trong thời gian tới. Cuối tuần trước, trên chương trình State of the Union của đài CNN, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng thông điệp của Đảng Dân Chủ về sự lạc quan và niềm hy vọng được đưa ra trong Đại hội Toàn quốc vừa qua đã mở ra một cơ hội thay đổi cho ông Trump. Ông Graham nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN, Đảng Dân Chủ nói về hy vọng và sự lạc quan, nhưng họ không biết rằng những điều này không tồn tại trong thế giới thực. Thế giới đang đối mặt với tình thế khó khăn. Hóa đơn sinh hoạt và chi phí nhà ở của các bạn sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi một nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế hơn lên thay thế. Bình luận của ông Graham được xem là một phép so sánh ngầm giữa hai chương trình nghị sự của lưỡng đảng, đồng thời làm điểm mạnh trong cách tiếp cận theo kiểu thực tế của cựu Tổng thống. Cách tiếp cận này đã giúp ông Trump đắc cử vào năm 2016 thông qua việc khai thác sự phẫn nộ của cử tri đối với giới tinh hoa chính trị, truyền thông đại chúng cũng như các vấn đề nóng hổi tồn đọng bên trong nước Mỹ. Theo nhiều nhà phân tích, những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump thường có hiệu quả bởi chúng mang đến cảm giác chân thật và không nặng yếu tố chính trị như các ứng viên tranh cử theo đường lối truyền thống khác. Tuy nhiên, trước đối thủ mới đến từ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, chiến thuật của ông Trump dường như đã mất hiệu quả và nhiều người cho rằng ông chỉ nói lan man và không có trọng tâm. Các chuyên gia phụ trách chiến dịch của ông Trump chỉ ra rằng chiến lược tranh cử của bà Harris rất rõ ràng, một nữ ứng viên da màu đấu tranh cho những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, bao gồm giá cả thực phẩm tăng cao và tình hình căng thẳng ở biên giới phía Nam. Trong khi đó, chương trình nghị sự của ông chủ cũ Nhà Trắng cũng có nhiều điểm sáng, nhưng chúng đã bị lu mờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, phần lớn là để công kích cá nhân. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump có vẻ không bị thuyết phục bởi những yêu cầu thay đổi chiến thuật tranh cử từ các cố vấn. Tại một cuộc họp báo hôm 15 tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về những lời chỉ trích từ một số đảng viên Cộng hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân vào đối thủ của mình, ông Trump đã nói, về những cuộc công kích cá nhân, tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân. Trước truyền thông, ông chủ cũ Nhà Trắng cho biết sẽ điều hành chiến dịch tranh cử theo cách của mình. Theo đó, nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình trên nền tảng so sánh với chính quyền đương nhiệm. Ông Trump nhiều lần cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đã không có cơ hội diễn ra nếu ông còn là Tổng thống Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ông tái nhiệm. Tại đêm tranh luận với đối thủ Joe Biden, ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới trong 4 năm ông nắm quyền. Song đài CNN đã đưa ra những số liệu cụ thể cho thấy tuyên bố của cựu Tổng thống chỉ là những tuyên bố suông do lạm phát tăng cao vì đại dịch COVID-19. Theo tờ Foreign Policy của Mỹ, ngày 18 tháng 8, khi bà Kamala Harris chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, những so sánh giữa bà và cựu Tổng thống Donald Trump về chính sách kinh tế ngày càng thu hút được sự chú ý. Nhà kinh tế học Adam Boson, Chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson đã chỉ ra những khác biệt quan trọng giữa hai ứng cử viên này. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa hai ứng cử viên chính là chính sách di cư, vốn liên quan đến vấn đề lao động. Cựu Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng trong các bài phát biểu và chương trình tranh cử của mình rằng ông dự định trục xuất một số lượng lớn người nhập cư hiện tại đang cư trú tại Mỹ với con số lên đến khoảng 1,3 triệu người. Chính sách này, theo chuyên gia kinh tế Adam Boson, có thể gây ra tình trạng thiếu hụt lao động, tắc nghẽn trong thị trường làm việc và làm tăng giá cả. Các nghiên cứu từ Viện Peterson chỉ ra rằng, việc trục xuất một số lượng lớn người lao động sẽ dẫn đến giảm sản lượng công nghiệp và làm gia tăng lạm phát, làm tổn hại đến nền kinh tế tổng thể. Ngược lại, Phó Tổng thống Kamala Harris và chiến dịch của bà đã tuyên bố không có kế hoạch thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt. Bà Harris không hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường nhập cư, nhưng bà không ủng hộ các biện pháp trục xuất cưỡng bức hàng loạt.
Điều này cho thấy một cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với vấn đề di cư, tập trung vào việc duy trì sự ổn định nền kinh tế và hạn chế những tác động tiêu cực đến nền kinh tế từ việc giảm lượng lao động. Về vấn đề đồng đô la Mỹ, sự khác biệt giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris cũng rất rõ ràng. Ông Trump đã công khai bày tỏ ý muốn làm giảm giá trị đồng đô la Mỹ, coi đây là một công cụ để thúc đẩy ngành xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn như tăng lãi suất và chi phí vay mượn cho chính phủ, đồng thời làm giảm sức mua của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong khi đó, bà Harris không đưa ra một chính sách cụ thể về việc điều chỉnh giá trị đồng đô la Mỹ, nhưng bà ủng hộ sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Bà Harris tin rằng Tổng thống không nên can thiệp trực tiếp vào các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Điều này giúp duy trì sự ổn định của đồng đô la Mỹ. Đây là một cách tiếp cận thận trọng hơn, cho phép thị trường và các cơ quan tài chính điều chỉnh theo nhu cầu thực tế mà không bị ảnh hưởng bởi các quyết định chính trị. Về thuế quan, hai ứng cử viên đều có quan điểm tương đối giống nhau. Trong nhiệm kỳ của ông Trump, thuế quan đối với Trung Quốc đã gia tăng đáng kể. Điều này tiếp tục được duy trì dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Trump đã cam kết sẽ áp dụng các mức thuế cao hơn nếu ông tái đắc cử, với dự định không chỉ duy trì mà còn mở rộng các biện pháp này để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, bà Harris đã không cam kết dỡ bỏ các thuế quan của ông Trump, mà vẫn duy trì chính sách hiện tại. Việc bà Harris không chỉ trích chính sách thuế quan của ông Trump một cách mạnh mẽ cho thấy một sự tiếp nối trong chính sách thương mại mà không có sự thay đổi lớn. Về chính sách công nghiệp, cả bà Harris và ông Trump đều không đưa ra những chính sách công nghiệp mang tính cách mạng, nhưng có sự khác biệt nhỏ giữa hai ứng cử viên. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, đạo luật Chip và đạo luật giảm lạm phát đã được thông qua, tập trung vào việc đầu tư vào công nghệ sạch và sản xuất công nghiệp. Những chính sách này nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp mới và thúc đẩy sự chuyển đổi xanh. Ông Trump có thể sẽ điều chỉnh các chính sách này nếu đắc cử, có thể điều chỉnh các chương trình tài trợ để tập trung vào các ngành công nghiệp được xác định là an ninh quốc gia, nhưng sẽ không tạo ra những thay đổi đột phá so với chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa hai ứng viên là trong việc hỗ trợ các công nghệ xanh. Bà Harris có xu hướng hỗ trợ sự chuyển đổi xanh hơn, trong khi ông Trump có thể sẽ tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ của các ngành công nghiệp truyền thống. Về chính sách đối với Trung Quốc, sự khác biệt giữa bà Harris và ông Donald Trump không rõ rệt. Cả hai đều có xu hướng duy trì các chính sách hiện tại, với thuế quan và hạn chế thương mại tiếp tục được áp dụng. Dù có những khác biệt nhỏ về cách tiếp cận, cả hai đều không đưa ra giải pháp mới nào để cải thiện quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tóm lại, mặc dù có những sự khác biệt rõ rệt giữa các chính sách kinh tế của ông Trump và bà Harris, sự thay đổi lớn trong chính sách vĩ mô và cách tiếp cận với các vấn đề chính trị và kinh tế chủ chốt không phải lúc nào cũng rõ ràng. Cả hai ứng cử viên đều có những quan điểm và ưu tiên khác nhau, nhưng sự ảnh hưởng của các chính sách này đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu vẫn cần có thời gian để trả lời. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!